video thứ ba của mình đầu tư quả mic cho uy tín, chứ thôi mấy cái video kia có mấy cái quả nhạc nghe chán lắm. Đây là cái pha mình đang blue từ đường ông Nata, ông ăn lính nhanh thật đấy, sang phá mình, nhưng đầu trận mình khá thuận lợi khi có support ra bảo kê anh em ạ. À, được chỉ không đâu mà mày cũng công nhận cái con Nata này nó dính chơi một khó chịu thật sự luôn, kiểu cứ dính chơi một nó hồi chiêu á, kiểu phải né đi để không cho spam chiêu ở đầu trận khóc két cả hai thằng. Pha này team mình ẩu thật đấy anh em ạ. À, tự dưng đã nhìn map thấy team bị dồn Sumbler sang phá thế nó lại bị quay lại phá ngược ạ. À. Ôi, còn pha này đúng kiểu ánh mắt ta chạm nhau na sang phá rừng mình đúng lúc mình ăn sau anh em ạ. À. Và đây cũng là pha solo kill đầu tiên của mình với na, có vẻ như đầu trận mình vẫn khá là khét người khét anh em ạ. À. Mình ăn được na ấy chứ, nếu mà khô máu thì ăn được na chắc luôn. Em bạn còn này ăn ngải hên hay sao em á, đúng hên luôn á. Còn lần này đố anh em biết tại sao mình lại quay lại cố dùng chiêu một vào Veda, à Vedet chứ, Vedet đây anh em. Không biết có đúng không nhưng mà mình thấy dùng chiêu vô tướng hay vô cái gì thì nó được giảm hồi chiêu ấy, nên mình quay lại mình dùng chiêu vô nó để mình lấy cái ulti mình chạy cho nó dễ. Pha này SP bên bạn dùng mắt có khá vẻ là buồn cười, tại vì mình dùng ulti trước mặt nó rồi tự dưng chào sao nó vẫn bật mắt lên làm chi nữa. Không sao nhưng mà pha này mình có vẻ là mình khá là thuận lợi trong cái việc mà kết giao tranh anh em ạ. Lúc đó đến cấp 11 thì mình chỉ có farm và farm thôi, giờ thì mình khá là xanh để bắt lẻ các team bạn rồi. Hai anh niên này có vẻ tưởng mình trâu hổ báo nhưng không sao hết, mình săn thứ chi bạn quá là cao luôn. Nhưng mà cái pha này mình chả xúc đam được thằng Lavi anh em ạ. À, nước lọc nước khóa à đấy, nói chung nước suối. Trận này mình gặp thần rừng ADC hay sao ấy, mẹ gặp ông Na đi rừng múa rất là ghê luôn, múa phải gọi là đập tường vô mặt. Mình khá là cho việc tanh trụ vì mình dùng chiêu kiểu gì đấy, nhưng mình bắt Nata mà lại dùng chiêu vào Lavi rồi, không thể tin nổi cái căn chiêu Lavi như này là Lavi chưa đi kính mắt Ana rồi, support bật mắt hay như thế mà vẫn cứ đứng bắn. Thì mình ra mình chọc về phát thì ghiền luôn. Đứng khịa nốt mùa này thôi anh em ạ, tại vì còn vài tiếng đồng hồ nữa là reset danh rồi, reset điểm rồi, mình không biết mình sẽ cái tốt còn gì đây. Ok, chào tạm biệt mọi người xem video vui vẻ nha mọi người. Mong mọi người sẽ ủng hộ clip tiếp theo của mình là clip thứ 4 nha, bye bye anh em.